Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Honey Beauty. Mình tên là Thùy Dương và hôm nay mình có tiếp nhận một sự việc là khách hàng bên mình có phản ánh về một vấn đề là họ đi nấu mì ở ngoài nhưng mà lại bị rụng hết mì thật. Không biết là ở bên ngoài họ nấu từ gì cho nên là khách rất là hoang mang, và hôm nay Honey đã tiếp nhận sự việc đó ha. Thật sự thì nghe đến đây thì bên Honey rất là thương xót cho khách hàng luôn á. Tại vì khi mà bây giờ gần đến Tết rồi mà mì của người ta lại không có thì người ta làm sao mà nấu mì đẹp để ăn Tết được, đúng không ạ? Cho nên là hôm nay Honey và Dương đã ra cấp tốc một chủ đề này để cho khách hàng có thể coi và xem xét, có thể đưa ra cho khách hàng cái nguyên nhân cũng như là cách khắc phục cái tình trạng này của bọn mình nhé. Có hai lý do chính để dẫn đến tình trạng mà mì của khách hàng bị rụng khi nấu mì. Và cái lý do thứ nhất mà mình nói ra thì chắc hẳn mọi người cũng ai cũng sẽ biết luôn, thì đó chính là mọi người chưa có tìm được cái nơi uy tín cũng như cơ sở uy tín để mọi người nấu mì, và dẫn đến cái tình trạng là kỹ thuật không tốt, hoặc là do chất keo của họ không tốt, hoặc chỉ đơn giản là cái môi trường nhiệt độ của họ cũng không tốt, gây ảnh hưởng đến mì của mọi người mà thôi ạ. Thì hiện nay trên thị trường có rất là nhiều các cơ sở mì. Hầu như đa số các bạn cũng đều tương đồng nhau, từ đến cách phục vụ hay là cho đến keo mi, rồi phong cách, phong thái, theo style Hàn Nhật chẳng hạn. Nhưng mà không phải là nơi nào cũng giống nhau về chất lượng keo, về chất lượng tay nghề nhân viên, cũng như cái chất lượng phục vụ và cũng như là sự hiểu biết của các bạn. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng mà mi của khách hàng bị rụng cả mi thật á, cùng một phần cũng là do về nguyên nhân dẫn tới là của người thợ. Người thợ không biết là có đủ cho mình cái kiến thức để hiểu biết rành về mi không đã. Và những cái cách mà các bạn ấy tư vấn cho khách hàng về cái cách sử dụng mi, cách bảo quản mi, hoặc là các bạn bảo quản keo chẳng hạn, những cái điều đấy cũng gây tác nhân là mình sẽ bị rụng mi thật đấy ạ. Mà khi đến với Honey, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ, cũng như là khách hàng cũng sẽ thấy được là bên Honey sẽ có một bộ dụng cụ chuyên biệt mang thương hiệu của Honey và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc đó ạ. Ngoài việc mà chúng ta phải chọn một nơi cơ sở uy tín ra để chúng ta nấu mì, thì những cái thói quen hàng ngày của chúng ta cũng là một trong những nguyên nhân gây ra là chúng ta bị rụng mì thật, hoặc là rụng mì nhanh khi nấu, sau khi nấu. Và chúng ta cần phải thay đổi những cái thói quen này mọi người nhé. Thì cái thói quen thứ nhất là mọi người rất là hay bị kiểu cảm giác như là có cái gì trên mì á, xong mọi người hay rụi này, hoặc là khi mà mọi người đi ở ngoài về mà mọi người không có vệ sinh lại mì này, rồi mọi người khi mà rửa mặt này, mọi người không có chú ý là mình đang có mì ở trên mi, nên mọi người là cứ hất nước tạt nước rồi mọi người chà, hoặc là cái sữa rửa mặt của mọi người ấy, mọi người lại dính vào trên mi mà mọi người không vệ sinh kỹ chẳng hạn. Và rửa mặt xong mọi người không có dây khô để thấm cái chân mi của mọi người. Hoặc cũng có một nguyên nhân khác nữa là mọi người rất là hay trang điểm, đúng không ạ? Và trang điểm xong mọi người lại sợ là sử dụng nước tẩy trang á, là mọi người sẽ bị rụng mi thật, hoặc là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái mi nấu của mọi người không có được bền. Nhưng mà thực ra như vậy không phải đâu ạ. Thì những cái nguyên nhân đấy là những cái thói quen xấu mà chúng ta cần phải cải thiện đi để giúp cho bộ mi của chúng ta phải khỏe, mi nối nhưng mà phải sạch và phải khỏe nha mọi người. Một trong những nguyên nhân tiếp theo đó chính là về cái yếu tố về môi trường. Là khi về mọi người á, hoặc mọi người đi ra ngoài đường và mọi người không hay có thói quen là đeo mắt kính, mặc dù mọi người không cần. Buổi sáng mọi người không đeo mắt kính đi thì cái tia UV, tia UVA và cái tia UVB ấy, nó rất là có hại cho cái keo nối mi, và nó rất là gây dễ bị mềm chân keo ra. Giống như là mọi người đang có keo nối mi đi, nhưng mà mọi người gặp một cái nhiệt độ nóng thì chắc chắn cái chân keo nó phải bị mềm ra rồi, và như vậy thì cái hàng mi của mình rất là dễ bị dính lại vào nhau và nó rất là dễ bám bụi bẩn ở trên nó. Cho nên là mọi người, em khuyên mọi người chân thành là nên đi ra ngoài đường và chúng ta nên đeo cái mắt kính lại. Và kể cả buổi tối cũng vậy, nếu mọi người không quen đeo mắt kính thì mọi người có về nhà mọi người phải tẩy trang và vệ sinh mi thật là kỹ nha. Về một cái vấn đề tiếp theo nữa đó là mọi người, cái thói quen khi ngủ của mọi người á, cái điều này chắc hẳn là mọi người không hay để ý lắm đâu, tại vì khi ngủ mà thì làm sao mà mình có thể kiểm tra được mình phải như thế nào, hành vi nằm nghiêng nằm thẳng hay tư thế là như thế nào. Nhưng mà mọi người, thực sự em cũng chơi mi nên em cũng có thể thay đổi được thói quen này, thì em nghĩ là mọi người cũng sẽ thay đổi được thôi nếu mà mọi người muốn mi của mọi người bền ạ. Thì khi mà mình ngủ á, mọi người sẽ hạn chế nằm úp mặt xuống gối hoặc là nằm quá nghiêng. Quá nghiêng ở đây là mình để cho cái mi của mình á nó áp xuống vào phần gối á,
thì từ những cái sơ gối nó sẽ bám vào cái chân mi và nó sẽ tuột theo, nó sẽ kéo theo cái chân mi nối ra, và vô tình cái mi nối, cái keo mi nối vẫn dính ở trên cái mi thật, nó rất là chắc, và vô tình cái sơ vải đấy kéo ra, thành ra là bị đụng luôn cả mi thật. Đấy là một cái nguyên nhân đấy ạ. Chúng ta cần phải hiểu rằng á, là khi nối mi thì hàng mi thật của chúng ta đã phải chịu một cái lực tác động ở ngoài rồi, thì chúng ta cần phải nâng niu, bảo vệ và hết sức cẩn thận chăm sóc kỹ lưỡng để cho hàng mi nối của chúng ta được bền và đẹp và khỏe nữa nha mọi người. Và đó là những cái yếu tố mà chúng ta biết được là tại sao mi của chúng ta nối mi mà lại bị rụng. Có một câu hỏi đặt ra là bao giờ mi con của chúng ta mới mọc lại và khỏe trở lại để có thể nối mi tiếp nữa. Thì bình quân khi mà mi của mình đã bị rụng ra thì sẽ mất khoảng 45 ngày để mà mi của chúng ta khỏe trở lại. Có nghĩa là trong khoảng thời gian 45 ngày đó rồi là mi con của chúng ta đã mọc lên rồi nha mọi người, nhưng mà nó vẫn còn yếu. Còn để mà mi khỏe đủ để chúng ta có thể nối mi lên nó thì sẽ mất được khoảng 45 ngày. Nhưng đối với những cái tình trạng mà chúng ta đã nối mi rồi và vô tình bị rụng cả mi thật lẫn cả mi nối thì cái thời gian mà phục hồi có thể sẽ lâu hơn một chút đấy ạ. Và nó sẽ rơi vào khoảng từ 6 tuần cho tới 8 tuần. Và nếu mà chúng ta không biết cách dưỡng mi đúng thì nó có thể kéo dài được cả 8 tuần. Và những cái trường hợp đấy thì em khuyên mọi người nên tìm hiểu cho mình một cái hành trang bảo vệ mi của mình thật là tốt, cũng như là cách mọi người phục hồi mi thật là tốt. Thì sau đây em xin phép chia sẻ cho mọi người một cái số mẹo để cho chúng ta giúp kích thích lại cái mi của mình mau khỏe để mà có thể nối mi được tiếp nha mọi người. Điều đầu tiên đó chính là chúng ta phải để cho mắt của chúng ta được thở nhé. Được thở ở đây có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là mọi người sẽ hạn chế giúp em là cái tình trạng mà mọi người make up lên trên mắt chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà công việc không cho phép, bắt buộc của chúng ta là phải make up hàng ngày, thì khi mà chúng ta về nhà, em khuyên mọi người nên tẩy trang thật là sạch với bằng dầu dừa, dầu ô liu, hay là mọi người hay dùng là nước tẩy trang, nhưng mà nước tẩy trang phải không chứa cồn và paraben mọi người nhé. Thì lúc đó bộ mi của chúng ta mới thật sự là khỏe mạnh và phải luôn trong tình trạng sạch sẽ nha mọi người. Điều tiếp theo đó chính là chúng ta có thể bôi Vaseline luôn nha mọi người. Nghe đến đây thì mọi người cũng chắc chắn sẽ ủa Vaseline hả, tại sao Vaseline lại bôi được trên mi, nó có bị làm sao không? Nhưng mà mọi người hãy yên tâm nhé, Vaseline là một hóa chất rất là an toàn. Và Vaseline là dạng sáp mọi người ạ, nên khi mà mọi người bôi ấy, nó không giống như dầu dừa hay là dầu ô liu đâu. Dầu dừa thì có thể là gây cây mắt, gây buồn ngủ này, nhưng mà Vaseline nó sẽ không có bị dây vào mắt và sẽ không có dây ra tình trạng buồn ngủ nha. Và cách sử dụng Vaseline rất là đơn giản. Mọi người có thể lấy khăn bông, vuốt một ít Vaseline và chúng ta vuốt ngay cái phần chân mi của chúng ta ấy, vuốt từ trái qua phải, từ phải qua trái khoảng 2-3 lần gì đó. Xong rồi chúng ta có cái cây thải mi á, mọi người trải ra ngoài, trải từ trong ra ngoài, trải cho đều là được ha mọi người ha. Và sau đó thì chúng ta tắt đèn và đi ngủ thôi như bình thường. Và Vaseline thì chúng ta có thể sử dụng được cả buổi sáng cũng như là buổi tối, không có sợ gây ra tình trạng đỏ mắt, đau mắt, ngây ngứa mắt, không có bị sợ là bụi bẩn này nọ kia đâu mọi người. Cảm thấy là nó hơi dính thì mọi người hãy rửa đi thôi, không sao cả. Và mọi người nên dùng đều đặn Vaseline trong vòng 2 tuần cho tới 3 tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra chúng ta nên kết hợp trong uống và ngoài bôi. Thì dầu cá là một đề xuất rất tốt dành cho mọi người đó ạ. Thì trong dầu cá không chỉ có những hoạt chất omega 3, còn có vitamin E, vitamin A giúp chúng ta cải thiện thị lực, và không những thế còn giúp chúng ta cải thiện chất sừng ở trong cơ thể nữa. Thì chất sừng ở đây có nghĩa là chúng ta có thể phục hồi móng của chúng ta nè, chúng ta phục hồi nang lông và phục hồi lông mi của chúng ta được khỏe mạnh đấy ạ. Và để đó chính là các bước để chúng ta có thể mau chóng lấy lại một hàng mi khỏe mạnh để mà có thể nối mi tiếp theo. Và trong những lời như vậy thì mọi người, em khuyên mọi người nên thực hiện và tuân thủ đúng theo những quy tắc và các bước để chúng ta có thể nhanh nhất lấy lại bộ mi dài và dày. Và chúng ta khi mà nối mi mà có bị rụng mi thì em khuyên mọi người cũng đừng có quá lo lắng nha mọi người. Chuyện gì thì cũng đều có cách giải quyết. Và mọi người còn có câu hỏi nào nữa thì vui lòng comment xuống phía dưới, Hani sẽ tiếp nhận ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người nha.